Muốn học giỏi thì phải niệm Phật. Nhớ nha. Hồi sáng Đức gặp một cái bé nhỏ này, mẹ nói rằng cháu học không có giỏi. Lớp 6 rồi mà cụ Trương hình như chưa có thuộc gì mấy. Nhưng mà lạ thay, năm nào khi thi xong cháu cũng xếp loại vào học sinh xuất sắc. Lạ. Cả gia đình niệm Phật, con cũng niệm Phật, hiền hậu, có phước. Từ ngay chỗ cả gia đình niệm Phật nên cái phước niệm Phật, cái công đức niệm Phật lớn quá. Nên có một câu nãy những Đức viết nè: giỏi không bằng gặp thờ, có phước thì có thờ. Nhớ nha. Tôi còn nhớ á, giỏi không bằng gặp thờ. Có những người giỏi mà họ không gặp thờ thì chịu thua, không có cơ hội. Giỏi mà đi đâu người ta cũng không cho mình cơ hội chứ thì chịu thua. Mà muốn có thờ thì phải có phước. Đa phần là con người ta duyên rồi mới phước. Mà con người đã có phước thì tức khắc có duyên. Nên khi có duyên phước rồi thì con người mình dù không được giỏi nhưng mà cái thờ mình nó nhiều quá, cái cơ hội của bản thân mình nhiều quá nên mình thành công. Nên bắt nguồn từ niệm Phật. Niệm Phật tự nhiên mình nói với mình là mình làm con mình phải thương yêu cha mẹ. Hòa thuận với anh chị em là thương cha mẹ đó. Tại vì khi mình hòa thuận với anh chị em thì cha mẹ mình sẽ vui, là mình thương cha mẹ chứ gì. Còn khi mà mình bất hòa với anh chị em, giành giật của cãi nhau thì cha mẹ chắc chắn buồn. Chắc chắn 100% tất cả người làm cha làm mẹ đều buồn khi thấy con của mình mà nó đấu đá nhau giành giật của cải. Buồn lắm, đau lòng lắm. Giống như con cùng một mẹ mà đành đá nhau, quýnh nhau, đá nhau thì cha mẹ sẽ buồn lòng. Nên đại bất hiếu là làm cho cha mẹ buồn lòng. Mà khi con người mình có đạo đức thì cha mẹ vui lòng. Nên trong Đệ Tứ Quy có câu dạy rằng là đạo đức khuyết cha mẹ buồn. Khi mình lớn lên mà mình hút chích xì ke ma tí là cha mẹ đau lòng nè, buồn. Mình ăn trộm ăn cắp là cha mẹ đau lòng buồn. Mình phá làng phá xóm là cha mẹ đau lòng buồn. Mình xách xe của cha mẹ làm cực khổ mua xe cho mình, mà mình lấy xe mình chạy tốc độ cao, mình đi đua xe, cha mẹ lo âu, cha mẹ buồn. Tất cả những hành động này là hành động để tổ phước, hành động tổ phước. Rồi mình đi học mà không lo học đàng hoàng, tùy tiện yêu thương rồi đi phá thai, tổ phước cha mẹ buồn. Những cái điều này làm cho phước duyên mình bị mất đi. Mà khi phước duyên mình mất đi rồi các con sao thành công? Phước duyên các con mất đi, các con có giỏi chăng nữa cũng vô dụng. Học có giỏi cũng vô dụng. Nhưng mà lạ thay, đứa này học rất giỏi nhưng mà cuối cùng lại là xếp vào hạng dở. Vì thiếu duyên thiếu phước nên nó dở. Còn đứa này nó học không có giỏi gì mấy nhưng đặc biệt là nó có duyên có phước. Nên tự nhiên cái ngày mà đi thi á, các con nhớ này, gặp thờ là gì nè. Khi có duyên có phước, cái thờ mình nó đẩy mình vô gì nè, là tự nhiên cái ngày đó đi thi, tự nhiên thầy cô giáo đưa ra cái đề thi y bon ngay mình luôn, ngay chỗ khả năng mình có thể làm được. Thờ là vậy đó. Còn mình học giỏi rất nhiều môn mà chỉ có một môn dở thôi, lạ thay thầy cô giáo lại đưa ra cái đề thi không phải là cái môn giỏi, mà đưa ngay cái môn mà mình không có chuyên, không có giỏi, thì tự nhiên mình thành dở luôn vậy đó. Nghĩa là không gặp thờ. Mình phải tin 100% chỗ này. Mình thấy trong cái cuộc đời này rõ ràng không? Có những người ta không giỏi mà sao người ta giàu quá trời. Có những người giỏi mà đâu có giàu đâu. Nên các con nhớ nè, học giỏi mà thiếu đạo đức thì các con cũng chịu thua.
Vì thiếu đạo đức là không có dùng được. Bây giờ các con đi hỏi, đi tổng kết tất cả ông chủ đi. Dù ông chủ đó thiếu đạo đức nhưng ông có phước, ông làm chủ. Các con đi hỏi tất cả các ông chủ đi, phải dùng cái người có đạo đức không? Dùng người chân thật không? Dùng người không tham không? Dùng người nói chuyện thật thà không? Ông chủ nào cũng dùng những cái hạng người này. Dù ông thiếu đạo đức nhưng ông thích dùng người có đạo đức. Đơn giản thôi, trong gia đình các con á, ba anh chị em, cha mẹ sẽ lựa đứa con nào là đứa con chân thật, nhiệt tình, siêng năng để giao phó sự nghiệp. Nhìn từ góc độ này thôi là chúng ta biết ông chủ cũng vậy thôi. Khi giao cho sự nghiệp, giao cho cái việc quan trọng, đều là chọn cái người phải đúng đắn chân thật. Mà khi người đúng đắn chân thật rồi, cái sắc diện họ nó cũng có sự thu nhiếp. Lời nói họ rất đơn giản nhưng người ta sẽ nghe lời. Tại vì phước đức nó thu nhiếp nhân tâm con người ta. Các con phải nhớ, khi một con người tâm lượng lớn thì họ mới làm vai trò lớn, còn tâm lượng nhỏ sao làm vai trò lớn được đó. Nên con người muốn làm vai trò lớn là tâm lượng phải lớn. Các con học á, học giỏi, học xuất sắc, các con cũng chưa chắc đi đến vai trò làm việc lớn. Tại vì cái tâm các con rất là nhỏ, các con chỉ được sở học thôi. Thành tích các con cao nhưng các con không có tâm lượng bao dung. Các con chịu thua đi, bó tay. Có bằng cấp này bằng cấp kia nhưng tâm lượng các con rất hẹp hòi. Ai chỉ cần hơn các con một chút là các con sẽ không bao giờ chấp nhận được điều này. Vì tôi luôn luôn tiêu đề của tôi là số 1. Mà tại sao bây giờ tôi lại tuột xuống một bước? Đứa này nó bước lên, tôi không chấp nhận được điều này. Đây là một con người tâm lượng hẹp hòi. Người này không bao giờ có cơ hội lãnh đạo và không bao giờ có cơ hội thành đạt. Và người làm việc lớn cũng không bao giờ trọng dụng cái người mà có tâm tính đó. Người tâm tính đó gọi là tâm tính không có bao dung, gọi là kiêu ngạo. Ta đây là con người này phước báo sẽ sạch sẽ, thường là thất bại. Chắc chắn luôn. Nên trong nhà Nho đưa cái chữ khiêm ra để gọi là thành đạt. Mà khiêm đây là khiêm từ tâm, chứ không phải là vẽ tranh bên ngoài. Còn trong tâm thì kiêu ngạo, cái vẽ tranh bên ngoài nó không thành đạt. Nó phải thật sự từ tâm. Cái tâm là điểm chính quan trọng nhất, mấu chốt để phát triển phước duyên. Nên các con bây giờ được nghe giáo dục rồi, các con phải có sự bao dung của từ tâm. Vô trong lớp học, gia đình bạn bè có gặp sự cố, cha mẹ bệnh đau, nghe tin cha mẹ bạn bệnh đau, gia đình cha mẹ bạn có người mất, chúng ta là người thường làm những công tác xã hội, rủ này các bạn ơi, trường học của chúng ta có 50 bạn, trong đó có một bạn bè, ba mẹ bạn đó bệnh, mà gia đình bạn đó khó khăn, chúng ta mỗi người nhịn ăn 10.000 để góp lại để gỡ cho bạn. Lúc này là lúc quan trọng chúng ta giúp bạn của mình. Các con thường làm công tác xã hội tính tình như vậy, 100% đứa bé này sau này đứa bé lãnh đạo. Chắc chắn luôn. Đứa bé này là đứa bé tư tưởng lãnh đạo. Nếu các con nghe lời nhà Đức, các con làm thử đi. Cả đời các con làm, các con sẽ thấy sự thành công của các con sau này. Thành công rất là lớn. Đi đâu cũng được ta tiếp nhận, thương yêu, và các con sẽ đạt đến đỉnh thành công rất là cao. Chắc chắn luôn, con nít phải có cái tính đó đó. Dạy cho tư tưởng, đây là cái quan trọng. Chứ không phải là mình lao theo thành tích. Bậy quá. Bao nhiêu con người học thành tích cao có thành công đâu. Mà lại quay về bắt hiếu với cha mẹ nữa chứ. Bây giờ đa phần thầy cô giáo thất bại ngay cái điểm này. Cứ lao cho con em người ta thành tích để bản thân mình đạt thành tích. Thật sự mà nói, đưa cho người ta thành tích để mình được thành tích. Bản thân mình dạy được thành tích gì thì mình được cái lợi nhuận của bản thân. Đây vẫn là ích kỷ, không phải đạt đến cái trình độ của người thầy cô giáo dạy đặc biệt. Thầy cô giáo dạy đặc biệt là cho các cháu một tư tưởng làm người. Sau này cuộc đời các cháu sẽ dựa vào tư tưởng này để mà lập nên sự nghiệp. Từ cái nhân cách làm người mà lập nên sự nghiệp. Chắc chắn luôn. Có nghĩa là đừng bao giờ đưa cháu vào cái thành tích để bản thân của cháu này bị căng thẳng thần kinh.
cháu này sẽ bị căng thẳng rất nặng nề, rất mệt mỏi để bản thân chúng ta đạt đến thành tích. Vì muốn cho cháu đạt thành tích để bản thân mình được lợi nhuận, đó là một cái tiêu đề vì cá nhân chứ không phải là vì các cháu. Mà phải xem xét các cháu, sự học tập các cháu làm sao, phải kiểm tra các cháu học tập. Mà tuổi trẻ các cháu có sự hồn nhiên của cái học tập không, hay là để cho các cháu phải nặng nề áp lực các cháu. Mình không chịu xem xét các cháu bị áp lực, mà mình chỉ đẩy đưa cho các cháu bị gánh nặng sở học để sợ vô trường học. Đây là dạy chưa đạt đến cái góc độ sâu sắc. Nên cái lớp học của mình, vì sao những đứa đổi qua là lớp học hạnh phúc nhân sinh, để cho quý vị được mỗi tuần thứ bảy đến đây để dự cái lớp học này, để gia đình quý vị được sum họp tại đây, gọi là lớp học nhân sinh. Quan trọng quý vị à, giống như mỗi tuần thứ bảy quý vị vô đây là buông xuống hết đi, quý vị sẽ được hòa mình cùng với ngôi tam bảo. Dù quý vị nghe được một tiếng Phật hiệu, quý vị ngồi ăn cơm chay trong chùa, gia đình quý vị cũng cảm thấy ấm áp gần gũi vô cùng. Vợ hay chồng có những câu nói có thể chia sẻ nhau khi ngồi trong đây. Nè, bữa nay đi chùa đó nghe. Về ông đỡ uống rượu rồi đi nghe. Nói vui 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 với nhau. Biết đâu người ta vô chùa cái người ta quay cái tâm lại, người ta tự nhiên thiện. Rồi đi ra ngoài lạng quạng, đi vô chùa tự nhiên gì không lạng quạng nữa. Tại vì đi vô trong chùa chuyện nó bị ảnh hưởng chứ. Bây giờ thí dụ như mình làm cha làm mẹ mà mình lạng quạng, mình không đúng đắn, về sao dạy con? Có cái chú đó kìa, ông nói rõ ràng thầy giảng đúng. Lúc trước con á, chung thị với vợ con nói với gia đình nghe răm rắp. Sau này con giấu vợ con đi ra ngoài, con đi ăn chơi tầm bậy, con về con nói vợ con tự nhiên nó cự con, nó không nghe. Thì ra là thầy giảng đúng là khi hết phước nói người ta không có nghe. Cái này là cái quan trọng, nên mình phải bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vợ chồng phải thương yêu nhau, phải tôn trọng nhau, để mình cùng kết hợp dạy con chứ. Nên đây là gọi là lớp học hạnh phúc nhân sinh, gọi là kết hợp với nhau để dạy con nên người tốt đẹp, hiểu không? Rồi vợ chồng mà có sự sức mẻ chuẩn bị chia tay thì nhờ cái lớp học này mà hàn gắn lại, để mình vì con, để vợ chồng cùng sống với nhau, để mà lo cho con cái đàng hoàng. Chứ bây giờ mình còn trẻ mình chia tay nhau rồi vợ đi có chồng mà chồng đi có vợ, thì cuối cùng con mình gặp cha ghẻ, mẹ mình con mình gặp cha ghẻ, còn bên kia thì gặp mẹ ghẻ, phải phiền phức không? Có đứa con nào mà muốn vậy đâu. Mình làm con mình cũng đâu muốn vậy đâu quý vị. Đó, nên cái lớp học này nó hàn gắn cái tình người, nó làm cho con người mở tâm lượng ra. Những đứa đi xung quanh chùa mình, những đứa thấy chùa mình càng ngày Phật tử người ta giống như ti là cái cuộc sống làm ăn khó khăn, mà thấy Phật tử chùa mình thấy mua xe hơi đồ lễ rai. Thôi kệ người ta, mình mừng giùm cho người ta, dù bây giờ mình đang đi xe đạp, nhưng mà mình thấy Phật tử người ta đổi xe đồ mình mừng giùm cho người ta. Vị nhớ nghe, cái cuộc sống nhìn thấu buông xuống là gì nè quý vị? Là quý vị có điều kiện thì quý vị sống với cái điều kiện quý vị có thể cho phép. Quý vị đừng có lạm dụng thôi. Mình vừa làm việc cho chúng sinh mà mình cũng vừa làm sao cho bản thân mình nó phải có một cái gì đó. Thí dụ như bây giờ Phật tử đi, đi về chùa, quý vị càng ngày càng phát triển về tâm lượng nên phước báo bị tăng lên, và sống một gia đình hạnh phúc có điều kiện ổn định. Quý vị mà đi tu mà vậy, người ta nhìn quý vị người ta muốn tu theo. Còn bây giờ quý vị đi tu giết á, mà từ xe Honda mà còn đi bộ, bây giờ người ta không dám đi tu với quý vị luôn, vì thấy quý vị đi tu càng tệ, hiểu không? Nên tu làm sao mà mở tâm lượng ra. Đó, mở tâm lượng ra. Con người á, thường là cứ bị cái bệnh gì phải không? Bị cái bệnh tích chữ, mà mắc luôn cái tích chữ, cứ tích chữ à. Quý vị biết rằng trong nhà Phật dạy hay, cái phước báo nhân ra thì tăng lên phước báo. Còn con người mình cứ duy trì cái phước đó để tự xài hết phước của mình, rồi tự nhiên gia đạo mình đi xuống lại à.
Nên phước báo mày biết nhân ra thì tăng thêm phước báo. Nên những đức đều hiểu nguyên lý này, nên những đức làm tới cùng luôn, quý vị thấy chưa? Quá trời luôn. Làm bao nhiêu chương trình cho người ta lợi ích, thấy không? Đó. Nên những đức còn nghĩ đến cái việc Phật tử trẻ trẻ mà đi về chùa tu, khi mà mình gần gũi chùa chiền, mấy kiểu như vợ chồng sống thì phải có bầu, thì cho bà bầu bà vô chùa bà dưỡng thai bà niệm Phật, sau này khi gần đẻ rước bà về bà đẻ cái đứa con ngon lành, hiểu chưa? Sau này đứa con này là đứa con Phật tử, nó tiếp tục nó nối ngôi làm Phật tử của chùa chiền. Chùa nào cũng được, nhưng mà đứa con này nó sẽ bị ảnh hưởng chùa chiền, ảnh hưởng quý thầy, lời dạy đạo đức trong kinh giáo Phật dạy. Tự nhiên tại vì lúc bà mẹ bà mang thai bà trong chùa, bà nghe lời kinh tiếng kệ, bà nghe niệm Phật, giết đi đứa con này nó trong bụng nó cũng niệm Phật. Bà ở ngoài bà niệm Phật thì đứa con niệm Phật chứ làm gì? Bây giờ bà mẹ bà ở ngoài bà chữ lộn thì con trong bụng nó chữ lộn chứ sao? Tại vì trong kinh nói rõ ràng, mẹ uống một ly nước nóng cũng như địa ngục bát nhiệt, mẹ uống một ly nước lạnh thì cũng như địa ngục hàn băng. Vậy bây giờ mẹ mỗi ngày niệm Phật thì tâm con mình sẽ niệm Phật, nó ảnh hưởng đó quý vị. Mẹ ăn chay thì sự bảo bọc con mình là một cái sự từ bi khoan dung, thương yêu và tha thứ, đúng không? Mẹ ăn chay mà thì sanh ra đứa con lành, đứa con hiền, đứa con thiện. Đó, đó là cái mà mình thấy mình mở rộng tâm mình ra để cho hàng Phật tử người ta có cơ hội được gần gũi ngôi Tam Bảo. Bây giờ có bầu ở ngoài cũng làm được cái gì? Thôi để cho bà trong chùa đỡ tốn cơm, cho bà được niệm Phật, bà được dạy đàng hoàng, rồi bà lại gặp việc vui, trong lòng thoải mái, bà không cần bận tâm lo nghĩ gì hết trơn á. Mình bảo vệ cho vợ mình để sau này nó đẻ ra một đứa con đàng hoàng cho mình. Đó mới là mấy ông khôn, nghe không? Rồi từ mình nghĩ thầy ổng lo lắng vợ mình ở trong chùa gì, bản thân mình ngoài đời lo làm ăn đàng hoàng, mình cũng không dám ăn nhậu bê tha. Hành động của mình làm chồng mà giờ vợ được ở trong chùa thầy lo gì? Không lẽ bây giờ mình ngoài đời đi ăn nhậu bê tha, đi tùy tiện sao? Quý vị thấy không, chuyển hóa luôn chồng người ta, tốt đẹp, quan trọng ghê không? Quá quan trọng luôn. Đó, mình được cái chỗ bình yên để mình nương nhờ, mình cũng mong đem cái bình yên cho người ta. Vậy thì cái phước báo nó nhân đôi ra, cảnh giới này càng ngày càng có phước. Vì mọi người ai cũng hướng đến phước báo nhân sinh, thì tự nhiên cái nơi này hoàn cảnh nó tồn tại. Mình phải nghĩ vậy đó quý vị. Mình có mình chia ra cho người ta một phần, bản thân mình cũng phải hưởng. Ai dạy gì đi cho người ta ăn mà mình đi nhịn đói? Mình cho người ta được hưởng bình an, mình phải bình an chứ. Ai dạy gì mình đi bắt an mà cho người ta cái bình an? Cuộc đời con người ai mà không biết ăn ngon ngủ yên? Thì chúng ta cũng phải biết ăn ngon chứ. Ăn chay cũng là cách ăn ngon. Cái chữ ngon trong nhà Phật là gì? Là ăn chay. Ăn chay nó mới ngon. Vì sao? Nó không có ăn máu thịt chúng sanh nên mới là ngon. Các vị nghĩ đi, chúng ta rất là kỹ, chúng ta gặp ai cái là chúng ta đeo khẩu trang, như chúng ta sợ bị nhiễm bệnh. Tại sao chúng ta không sợ con gà nhiễm cho mình bệnh, không sợ con chó nhiễm mình bệnh, không sợ con trâu, con bò, con vịt, con vật nhiễm mình bệnh, trong khi con trâu, con bò, con chó nó ăn tá lả âm binh. Các vị thấy cái đồ ăn cho heo ăn không? Đồ ăn tứ tung lang tang cho heo ăn. Vậy mà con heo này nó ăn vào thịt của nó là ảnh hưởng từ thức ăn. Vậy mà mình ăn thịt con heo thì mình không sợ bị ô nhiễm, mà mình gặp con người thì bịt khẩu trang. Cái này đi ngược vấn đề. Hiểu chưa? Các vị thấy cái người niệm Phật người ta thông minh không? Người ta giải thích cho vị nghe dễ hiểu chưa? Quá dễ hiểu. Dễ hiểu. Nhưng mà mình còn ăn mặn nên mình chưa có chịu hiểu. Cái điều này quý vị đừng bao giờ phủ nhận, nhưng quý vị cứ ăn thì tùy quý vị. Nhưng mà những đức nói những điều này quý vị phải công nhận, và quý vị đừng có buồn những đức rồi không đi chùa. Hiểu chưa? Mà mình hãy chấp nhận đi. Dạ thưa thầy, trong tâm mình nói này, dạ thưa thầy, điều thầy dạy con thấy đúng vô cùng, nhưng bản thân con chưa ăn chay trường được. Con hứa với thầy từ từ rồi con sẽ cố gắng.
nói với lương tâm mình câu vậy đó. Hiểu chưa? Chứ không phải á là mình nghe gì rồi thôi, từng nào cũng đến nghe ông thầy ông nói gì mình chưa có làm được thôi nghỉ đi. Bậy quá. Mình làm được chỗ nào mình làm chỗ đó, chỗ nào chưa có làm thì từ từ mình làm sao. Mình đưa lên cái kế hoạch, mình viết lên một cái quyển sách nhỏ, mình ghi ra là cái này mình làm được nè, chấm tử vi chỗ này để làm. Hiểu chưa? Còn chỗ này mình chưa làm được nè, để đó từ từ nghe. Đó, cứ như vậy mà sắp xếp với bản thân mình. Cái gì làm được thì nó tốt, còn cái gì chưa làm được thì từ từ mình sẽ làm. À, quý vị đi đến đây, quý vị nghe những đức hướng dẫn nè. Mình á, lúc trước mình ở nhà, mình rảnh rảnh mình rủ bạn bè đi lỡ cái quán nhậu, mình ngồi mình nhậu. Hôm nay mình không phải là bỏ nhậu hoàn toàn được liền, nhưng mà mình mua hai chai bia về, mình kêu em bữa nay làm cho anh miếng mồi coi, từ hôm nay anh nhậu ở nhà với vợ được không, đổi lại đi. Trời ơi, tôi cũng văn nhậu văn uống bia mà tôi biết mà, đâu phải là bỏ liền được đâu. Quý vị biết rằng vì sao người đàn ông ta thích đi nhậu không, trong khi rượu khó uống lắm, bia rượu mà uống vô nhiều nó cũng mệt nữa. Nhưng mà quý vị biết vì sao mà người ta thích đi uống rượu uống bia không? Vì bà vợ ở nhà không biết chuyện, gặp bà là thấy nặng nề, bà không biết cởi mở vui vẻ, bà không biết nói chuyện ra lăng làm sao cho chồng mình thấy vui. Mà đi làm tranh thủ về nhà là do tại mấy bà một phần rất là lớn. Hiểu chưa? Phải chi mà mấy bà mà học đạo, mà mấy bà cởi mở vui vẻ hoạt bát đặc biệt. Nó bây giờ gì đi, thầy dạy vậy đó, ông ở nhà đi rồi mua một hai chai Sài Gòn đỏ gì rồi tôi làm miếng mồi cho ông, rồi gót gàng ly tôi cũng ông uống. Trời, vợ chồng vậy thì quý vị coi, uống xong ở nhà chơi ở nhà, khỏi đi lặng lạng quạng ngoài đường chi, tốt tiền nhiều. Hiểu không? Mình nhậu với bạn bè chi, mình nhậu với vợ mình ngon hơn. Nó ai cười mình, ai đâu cười mình, đúng không? Rồi mình giảm từ 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 luôn, thấy không? Vậy thì con người mình lúc nào cũng tỉnh táo, gia đình mình được hạnh phúc chứ làm sao. Rồi mình đi vô chùa nghe thầy ông dạy về tâm lượng, mình mở rộng ra, mình có điều kiện mình thấy anh em mình khổ quá, mình giúp được gì mình giúp. Mà đã là giúp thì đừng có nói với anh em chừng nào trả, giúp là giúp chứ không có nghĩ cái chuyện anh em chừng nào trả, tùy anh em. Cái tâm đó của mình là phước báo mình tăng lên, khi phước báo mình tăng lên rồi thì gia đạo mình càng ngày càng phát triển, mai mốt mình có điều kiện thì mình đổi xe sao đâu, hiểu không? Chứ đâu phải nói đi tu buông xả, gọi là xả vô cho ông thầy mà mình không hưởng được cái gì. Bậy, làm gì có cái chuyện mà xả ngay ông thầy. Nói cúng dường tam bảo chứ thật sự vô túi ông thầy không à, chứ tam bảo có xài cái gì đâu, bỏ vô thùng mới mở đưa cho ông thầy không chứ mở đưa cho ai. Nó, nhưng mà ông thầy ổng cũng khôn, ổng kêu mình bỏ vô thùng tam bảo đưa cho ổng thì dính ổng, có gì ổng la mình khó, nên ổng kêu mình bỏ thùng tam bảo, có gì ổng nói quý vị cúng tam bảo cúng tôi đâu. Ông thầy cũng khôn ghê không đó, khôn quá trời luôn, hiểu không? À, cuối cùng mở thùng tam bảo ra, thùng tam bảo nó có xài đâu mà đưa cho ông thầy ông chi, cũng vô tay ngay ông thầy, thấy không? Nên nếu mình bây giờ những đức kêu bị buông xả mà cứ là ngay cái xô những đức không, quý vị giết rồi quý vị không có được cái gì, quý vị tức nghỉ tu. Nên những đức nói rằng người tu của mình phải biết hưởng thụ trong cái cuộc đời, mà hưởng thụ làm sao có trí tuệ hưởng thụ. Thật sự mà nói, chúng ta muốn về cực lạc là vì cái thế giới cực lạc đãi ngộ tốt. Giống như bây giờ công ty nào đãi ngộ tốt mà có tình người mình lỡ công ty đó mình làm, mà đã làm công ty đó rồi đố mà mình đổi công ty, vì đãi ngộ tốt, có đạo đức, có nhân cách, ông chủ biết thương người, ai mà bỏ ông chủ, không ai bỏ ông chủ đó chứ, nghe không? Cái cách giảng dạy của những đức là cách giảng dạy nhân sinh, nó đi vào lòng người chứ không phải là văn tự trên trời hay dưới biển. Quý vị coi, vì sao mà thế giới cực lạc mình muốn gì? Vì đãi ngộ quá tốt. Ông chủ A Di Đà Phật số 1, ông đưa lên sự đãi ngộ là mình chỉ về đó thôi, mình khỏi cần lo. Vì ai mà muốn, ai mà không muốn về thế giới cực lạc? Ta đều muốn về hết chứ, đúng không?
Còn bây giờ quý vị đi về chùa mà quý vị bình an, quý vị vui vẻ, quý vị được tiếp nhận giáo dục. Nên quý vị về đây đông là vì ở nơi đây quý vị cảm giác đi đến đây bình an, thì quý vị mới đi đến đây. Đúng không? Đó. Nên từ nơi đó, thế giới cực lạc cũng có cách hưởng thụ của cực lạc. Ta bà có cách hưởng thụ của ta bà. Phải làm sao học Phật mà biết cách hưởng thụ. Hưởng thụ làm sao mà đi đến tích cực. Đừng có hưởng thụ đi đến tiêu cực. Cái này mới trí tuệ cần phải nghe nè. Cái hưởng thụ mà đi đến tích cực là đúng là trí tuệ cần phải nghe. Còn mình hưởng thụ mà đi đến tiêu cực là như con thiêu thân mà lao đầu vào lửa vậy đó. Nhà Đức đã từng 11 năm ngoài đời cũng mong mình hưởng thụ, nhưng mà đa phần mệt mỏi, say sưa, bậy bạ, giống như con thiêu thân lao đầu vào lửa vậy. Nhưng mà mười mấy năm nay Nhà Đức học Phật, Nhà Đức cũng hưởng thụ. Nhưng mà càng hưởng thụ thì càng sanh trí tuệ, càng hưởng thụ thì càng vui, càng hưởng thụ thì càng an lạc, và càng hưởng thụ thì càng thấy cuộc đời mình sống có ý nghĩa vô cùng. Sao không hưởng thụ cách này đi, đúng không? Chứ đâu phải học Phật là nói lấy khổ làm thầy, là mỗi ngày chúng ta tóc không chải, không đánh răng, có điều kiện mà sống khổ, sống đói khát, đem tiền đưa cho người ta bậy. Một phần nào của một phần mình phải dùng chứ. Rồi bản thân mình trong cái cuộc đời này để cho mình học Phật làm sao cho người ta đừng có nói mình ngu. Tại vì cái cuộc đời này là nó đang phát triển. Không khéo người ta nói mình quá ngu, làm cực khổ đem tiền đưa cho mấy ông thầy. Mình đưa một phần nào phù hợp, ông thầy này không làm việc đúng trong cuộc đời. Còn một phần nào mình phải sử dụng trang trải trong cuộc đời mình phù hợp cho vợ, cho con, cho gia đình của mình, và cho gia đạo của mình, và anh em mình có khi cũng hưởng được cái ăn huệ. Mà từ cái tâm học Phật mình có phước, mà mình lôi kéo anh em mình từ từ học Phật luôn. Đó mới là số 1, thấy không? Quá đặc biệt quý vị coi, đúng không? Đời của mình mà học Phật vậy quý vị coi, ai cười chê quý vị? Ai nói quý vị dạy? Thì càng học Phật càng đẹp, càng học Phật càng vui, càng học Phật càng phong phú, càng học Phật càng mua đen, đúng không? Mà cái mô đen nó đúng mốt, chứ không phải là cái mô đen mà theo cái thờ thế mà tiêu cực. Mô đen mà thờ thế tiêu cực là gì? Mô đen nào là bận đồ thiếu giải, phải tiêu cực không? Trong khi cái cuộc sống càng ngày càng phát triển mà mình bận đồ thì không có giải. Nên đây là lỡm, đây là lỡm, mắt chỗ này lòi chỗ kia. Đây gọi là mô đen tiêu cực. Còn chúng ta học Phật rồi, mô đen chúng ta rất tích cực, là chúng ta phải đậy kín đáo. Quý vị nhớ nè, cái người mà mô đen mà tiêu cực đó dễ bị gió nhập lắm. Còn cái người mô đen mà tích cực đó, là gió nào nhập được quý vị? Bằng đồ kín đáo. Mà càng kín đáo thì người ta càng thấy đẹp. Kín đáo nó mới đẹp. Đúng không? Cỡ nào cỡ chứ kín đáo là nó bực bội lắm, hiểu chưa? Nó muốn nhìn coi, nó muốn biết, nên nó mới đẹp. Còn cái gì lộ ra hết trơn còn gì đâu đẹp. Nó nên con người càng phát triển, nhưng mà cái góc độ mình bị kém, cái góc độ mình kém, nên cái cặp mắt nhìn đẹp của mình bị sai lệch. Tuy là mắt chưa bị lé nhưng mà bị lé, hiểu chưa? Đó quý vị hãy nhìn nhận đi những điều những Đức chia sẻ đó. Vì thấy học Phật có gì khổ không? Làm gì khổ? Học Phật cười hoài mà khổ. Quý vị cứ nghĩ đi, Thái tử Tất Đạt Đa là bậc thông minh vô cùng. Năm 16 tuổi thôi, thà Thái tử Tất Đạt Đa là thông tất cả những môn học đất nước Ấn Độ thời đó. Quý vị, đất nước Ấn Độ là một đất nước mà về sở học của tôn giáo cực kỳ sâu xa. Khi Đức Phật chưa thành Phật thì đạo Bà La Môn giáo Ấn Độ đã có thời gian hơn 5.000 năm lịch sử. Quý vị nghĩ đi. Nên đất nước Ấn Độ là một tôn giáo vô cùng mở rộng, và rất nhiều người rất giỏi. Như vậy mà năm 16 tuổi thôi, Thái tử Tất Đạt Đa thông thuộc hết tất cả các môn học ở đất nước Ấn Độ. Nghĩa là cầm kỳ thi họa, Thái tử Tất Đạt Đa thông thuộc hết hoàn toàn luôn. Nghề võ của ngài rất giỏi, bắn cung cũng rất giỏi, môn nào cũng giỏi hết.
quý vị nghĩ năm 16 tuổi thì quý vị biết Thái tử Tát Đạt Đa thông minh cỡ nào chưa? Mà tại sao Ngài lại chọn con đường tu hành giải thoát? Quý vị đặt câu hỏi này nè, để quý vị thấy cái người đi tu họ phải ngu. Và quý vị nhìn đệ tử của Đức Phật nha, trong đó toàn là những bậc học giả đặc sắc không? Như Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả Xá Lợi Phất, toàn là những bậc giáo sư dạy học chứ không phải là người tầm thường. Thì quý vị biết rằng cái người mà đi học Phật là có góc độ cực kỳ sâu. Họ chọn một con đường an vui chứ không phải là học Phật ra một cái hình tướng một con người khổ đau. Phật dạy mình lấy khổ làm thầy không phải là kêu mình khổ, mà là kêu mình sống trong cái hoàn cảnh hưởng thụ nhưng không bị nó chói buộc, nên mình mới làm thầy nó. Nghe chưa? Quý vị coi, bây giờ quý vị có tiền quý vị mua chiếc xe hơi xịn thiệt xịn quý vị đi, thấy không? Quý vị làm thầy chiếc xe hơi, chứ không lẽ quý vị kêu chiếc xe hơi làm thầy quý vị? Không lẽ quý vị mua xong rồi mỗi ngày bị lao không, quý vị không chạy, không chở ai luôn, vậy thì quý vị lấy chiếc xe hơi làm thầy quý vị. Còn quý vị mua cái phương tiện này để sử dụng, thấy không? Để có một cái hình thức mà ít gì mình cũng phải có điều kiện gì mà mình vẫn học Phật. Thì người ta nói ông này dữ dằn gì mà còn học Phật, vì ta mới học theo thôi, đúng không? Đó. Còn nếu không hiểu thì mình mua của cải mình nhìn chơi thôi, mình đâu có dùng, thì nó làm thầy mình, nên mình làm thầy nó là mình dùng nó. Anh em mượn mình cho mượn, hoặc là mình chở nó đi, mình đừng cho nó chạy, tại vì mình đứng tên nó chạy tầm bậy tầm bạ mình dính sao. Nó cái gì tôi tính tôi lo trước chắc ăn, lỡ mày chạy lạng hoạng nó bắt tao sao, hiểu không? Nên từ nó được ai tôi chở bạn đi, còn nếu mình thấy được được mình mới cho mượn đàng hoàng, đúng không? Đó có nghĩa là của cải là phải sử dụng, của cải là phải sử dụng cho nhiều người sử dụng. Bản thân mình như vậy là mình làm thầy của cải, lấy khổ làm thầy, vì của cải là do cực khổ tạo ra. Nên bây giờ mình phải làm thầy của cải, nên mình là lấy khổ làm thầy, nhưng mình vượt qua của cải thì bản thân mình không khổ. Hiểu chưa? Chứ không phải là kêu bị đi khổ nghe. Còn cái người mà cực kỳ khổ thiếu thốn thì cũng lấy khổ làm thầy, đến chi? Để bản thân mình nhìn nhận được cái khổ trong cõi đời này mà bản thân mình phải chịu. Rồi một ngày nào mình có điều kiện đi, mình phải thương những người khổ như bản thân mình ngày xưa đã từng khổ. Nên cái câu người xưa ta nói hay á, khi mà giàu sang đừng quên thở cơ hàn. Nên những đức khi gặp Phật Pháp á, là những đức đem Phật Pháp, những đức giới thiệu, vì nhờ Phật Pháp cứu cuộc đời mình, nên bây giờ mình phải tích cực đem Phật Pháp giới thiệu. Đó, dùng đa dạng phương tiện để đem Phật Pháp giới thiệu. Nên tất cả các cháu này nè, các con chuẩn bị đi nhập học, đi học nè, các con phải cố gắng, cố gắng nhưng đừng bao giờ nặng nề thần kinh. Các con mà bị áp lực nặng nề, các con sẽ hoàn toàn thất bại vì sở học. Sở học mà nặng nề là tức khắc thất bại. Bây giờ các con nghĩ một ngày như Đức làm bao nhiêu chuyện, như Đức giảng bao nhiêu bài giảng. Sáng sớm giảng 2 bài, 8 giờ rưỡi giảng một bài, bên kia 1 tiếng rưỡi. Xong về đây nghỉ nguyên một buổi chiều, những đứa gặp bao nhiêu người nãy đó. Mấy cô tự nhiên bắt chợt, mấy cô trời ơi đã áo hồng áo đỏ gì, rồi bong bóng trái tim gì, tá lả âm binh. Mấy bà xuất hiện bất tử. Bây giờ mình gặp sự việc bất tử thì mình xử theo bất tử, đúng không? Bây giờ người ta vì mình mà người ta đâu có vì người ta cái gì đâu. Vậy thì mình chỉ cần nâng nhẹ lên chút thôi là phù hợp rồi, phải không? Rõ ràng không? Rồi cái chương trình chút xíu xíu vậy, nhà Đức lên kia kêu chú Tâm Nhiên làm công đoạn ngắn đó liền, bật lên cho bị coi liền, thấy chưa? Đó, thấy rõ ràng không? Một ngày người ta bao nhiêu chuyện mà người ta còn tính chung chung chung. Rồi xong mới kêu tất cả các cô lại chụp hình với mấy cô dài boy dài boy, để mấy cô ngoài đời có thì mấy cô chùa phải có, hiểu không? Người ta lam lũ phía sau, nào là nướng này nướng kia nướng nọ từ 1 giờ cho tới 6 giờ chiều, vậy mà boy hình cũng không cho chụp chung, vậy thì ông kỳ ý chợ,
lo người bên ngoài mà quên tôi, đúng không? Đó, nên cho mấy cô dài bao hình vô, thấy rõ ràng chưa? Đó, một cái một chút, một cái một chút, một chút một chút mà sắp xếp cho người ta vậy đó. Thì các con biết rằng những đức không bị áp lực. Khi không bị áp lực, những đức mới thoải mái cái tâm trí. Nên những đức dạy các con là các con được quyền cố gắng học, nhưng các con đừng bao giờ bị áp lực. Không có ai áp lực các con được hết chứ. Các con chỉ cần hết khả năng mình học, nhưng các con đừng bị người ta áp lực các con. Đừng có bị người ta áp lực mình để bản thân mình bị tổn thương thần kinh. Các con biết rằng có nhiều đứa nó học quá nó bị điên đó. Nên mình đừng bao giờ bị áp lực thần kinh. Khi thần kinh bị áp lực thì cái sở học chúng ta không phát triển. Vì cái sở học nó phát triển từ cái bộ não. Mà bộ não nó quá bị áp bức, áp lực thì bộ não không phát triển. Bộ não đã không phát triển, các con có cố gắng học thì các con đi vào con đường tiêu cực hại các con. Khi học đến một ngày nào bộ não nó bị đóng băng thì các con tự nhiên không còn lanh lẹ nữa. Thì lúc đó các con có học giỏi, có bằng cấp thì ai nhận các con vào công ty, trong khi các con ngơ ngơ ngao ngao. Suy nghĩ cho kỹ nghe. Nên các cháu phải khôn ngoan. Chúng ta tặng đáy lòng mình, nhưng đừng bao giờ áp lực mình. Đừng để người ta áp lực mình. Dù là cha mẹ các con cũng không để cho họ áp lực các con. Vì thân mạng các con là các con phải hưởng. Các con phải biết giữ gìn cái đầu óc của mình. Cha mẹ mình cho cái thân này, nhưng cuộc đời mình phải đi đoạn đường này dài hơn họ nè. Tại vì họ đã đi đến tuổi 40, 4 mấy, 50. Thì thời gian của họ ngắn lại trong cuộc đời này, thời gian chúng ta phải rất dài. Nên các con phải phát triển sở học của các con. Mà các con phải làm sao các con thoải mái cái tâm trí. Thoải mái đây không phải là các con đi ăn chơi, mà thoải mái đây là các con phải giữ cái tâm trí các con nhẹ nhàng với cái sở học. Vì thì các con sẽ lãnh ngộ được cái sở học của các con học. Có người như vậy đó, con người mới thành đạt chắc chắn luôn. Các con thấy cả ngày mà những đức công việc gì, mà tại sao những đức thoải mái gì? Không thoải mái sao lên nói chuyện các con gì? Nếu những đức nặng nề lên chắc cái mặt những đức mấy cái bà mà tổ chức sinh nhật lỡ nó dưa chú khác làm gì được gì, đúng không? Mà tâm trạng đã lúc nào cũng thoải mái các con thấy không? Gặp việc gì giải quyết việc nấy, đó gọi là cái đầu óc nó hoạt bát thoải mái, nó không bị áp lực. Thí dụ như bây giờ năm nay các con vô năm học mới, bây giờ cha mẹ các con nói rằng năm nay nếu các con học mà được lên lớp, được mà xuất sắc này kia rồi, các con sẽ được quà đó quà đó. Trong bụng mình cứ nói con cố gắng. Nếu con vì cái món quà này mà để con bị điên đi thì con không bao giờ làm cái việc này. Điên đi thì nhận món quà này chi cho nó mệt tim. Trước nhất là bản thân con phải đặc biệt tự tại trước nhất, chứ không thể nào mà áp bức con được. Bây giờ cha mẹ nói tao làm cực lắm nghe, tao làm mệt lắm nghe, tao cho tiền tụi bay đi học, tụi bay phải học cho tốt năm nay, mày mở lại lớp mày chết với tao. Làm gì chết với cha mẹ. Con học hết lòng con thôi, còn con ở lại lớp đó là số phận. Làm gì chết, hiểu không? Làm gì phải chết, làm gì áp bức tôi dữ kìa. Bây giờ con hỏi cha mẹ nè, có những người thì đi một tiếng đồng hồ là 10 cây số, nhưng có những người đi một tiếng đồng hồ chỉ có 6 cây số. Bây giờ bắt con đi như họ 10 cây số đó là áp bức con. Con không thể nào làm được điều này. Con chỉ đi đúng 6 cây số dưới khả năng con thôi. Còn người ai muốn đi 10 cây số đó là chuyện của họ. Cái đặc sắc của cuộc đời chúng ta là có thể đi cả đời 6 cây số hay không mới là cái quan trọng. Đi đến cuối cùng ai thành công còn tính sao đó. Ngày xưa những đức là người học dở nhất lớp, nói phải phe, học dở nhất lớp. Học tới lớp 3 mà ở lại 9 năm. Nên có người hỏi Nhân Đức, vì sao thầy học dở như vậy? Nhân Đức nói, thật sự mà nói, tôi muốn học nhiều. Lớp 3 mà ở lại 9 năm gọi là lót nền móng vững chắc. Lót nền móng vững chắc. Còn các con thì phớt đi qua. Các con đi qua phớt à. Còn những đức phải kiên nhẫn ở lại 9 năm. Lớp 1 3 năm nên lót nền móng chắc chắn lớp 1. Hiểu thế các thầy cô giáo dạy làm sao trong 3 năm đó. Biết trường học đó bao nhiêu cô giáo, bao nhiêu thầy giáo.
biết tính tình người sao làm sao hết trơn. Lớp 2 ở lại 3 năm nên lót thêm nền móng 3 năm nữa lớp 2. Lớp 3 ở lại 3 năm thành tích là điểm cao nhất. Điểm cao nhất các con. Trường học 40 em, Nhân Đức hạng 39. Điểm cao nhất. Điểm quá cao luôn đúng không? Đó. Nên á, hồi xưa đi học á, lớp 3 mỗi lần mà đi đến nhà ông thầy Tấn để mà học thêm á, thì Nhân Đức nói: "Thầy, nhà thầy có chuyện gì làm thầy? Bây giờ con chọn việc làm thầy cứ cho điểm. Con học con đi làm được không?" Ông nói là nhà thầy có mấy con bò cần cho nó ăn cỏ, phía sau đó cần gánh vài thùng nước. Nói, rồi việc này để con làm. Ngộ ghê. Đi lỡ trường học toàn học gì không đó. Ai cũng nói đời mày tiêu, mày không có cơ hội gì. Mà cả bản thân những đứa cũng thấy mình cũng không có cơ hội gì đặc biệt. Ai biết được ngày hôm nay. Rõ ràng cuộc đời không ai biết được ngày mai. Nên các con đừng vội vàng chê một bạn học dở nhất trường nghe. Coi chừng một ngày nào nó làm lãnh đạo đấy. Cẩn thận á. Lúc đó nó quay ngược lại, nó nói bạn ngày xưa tôi chê tôi lắm mà. Nhưng mà cái đứa đã làm lãnh đạo rồi thì cũng không bao giờ nhắc chuyện xưa đâu. Thấy không? Mình thường nói vĩ vãn cuộc đời cho người ta nghe, cho người thấp nhất có cơ hội bước lên. Vậy thì mình mới có phước. Còn thường mình học giỏi quá nên mình nói đỉnh cao, nên làm cho người ta bước lên không được nên mình hết phước. Các con phải nhớ những điều Nhân Đức chia sẻ cho các con nghe quan trọng nè. Nhân Đức nhờ niệm Phật mà có phước đó. Nên tất cả các cháu đi học nhưng mà cố gắng niệm Phật. Trước khi mà thi phải đi lễ Phật, niệm Phật cho nhiều. Cứ cầu Phật gia hộ cho các con. À, thấy vậy đó mà không đơn giản đâu kìa. Lạ lắm. Rất là kỳ cục. Nó nói là giỏi không mà gặp thờ mà. Mình mà gặp thờ rồi á, mình dở dở nhưng mà mình thành công. Còn giỏi mà không gặp thờ cũng chịu thua. Nó nên các con á, đạo đức với cha mẹ nè, hòa thuận với anh em, thật thà nói chuyện với mọi người, không tham lam lấy của ai hết, đồ ai rớt tuyệt đối không lấy, nói thật, thấy không? Lễ phép, tập ba điểm đó để lót nền móng. Vậy thì các con dù có học giỏi học dở gì nhưng sau này các con sẽ thành đạt, chắc chắn luôn sẽ thành đạt nha. Nó còn mấy ngày đi học rồi, Nhân Đức nhắc nhở vậy đó. Cái quan trọng là gì? Đừng có bị áp lực nghe. Thấy có nhiều đứa nhỏ nhỏ vô đây ngơ ngơ ngáo ngáo, thấy tội nghiệp quá. Nên từ nơi đó đừng có bị áp lực nặng nề quá. Đừng nên chạy theo thành tích quá các con. Đừng nên chạy theo thành tích quá. Bây giờ thầy cô giáo kêu mình học quá, bây giờ năm nay lớp học này phải lên hết thì cô giáo mới được thành tích. Nếu lớp học này ở lại ba đứa có chừng cô giáo bị kỷ luật. Hiểu không? Thì mình nói con ở lại rồi. Cô giáo xử lý giùm con đi. Hiểu không? Có nghĩa là tâm trạng mình làm sao thoải mái nhất trong cuộc đời này. Đó là những đức dạy cho các cháu vậy đó. Ai mà sợ đem con cho tôi dạy thì thôi. Nhưng mà tôi nói nghe, cái sở học này đời các cháu sau này không tệ. Vì các cháu luôn luôn sống với cuộc đời có ngày mai. Không bao giờ bị nặng nề. Không bao giờ nặng nề đâu. Nhớ nghe các con. Tập niệm Phật nghe. Đứa nào cũng siêng niệm Phật nghe không? Khi mà học bài nặng nề quá, các con ngồi im lại nghe gì nè. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm một chút nhẹ sờn tâm trí. Còn nếu như mà có lúc mà học bài mà mình quá nặng nề đi, niệm Phật mà niệm không vô nữa, các con bắt lên một hai bài nhạc tình cha, tình mẹ, bài nhạc về đạo đức, bật lên nghe một hai bài, tức khắc tâm trí các con hoàn toàn nhẹ liền. Điều thứ hai. Điều thứ ba, nếu mà niệm Phật nghe nhạc cũng không vô luôn thì bắt một điệu nhạc thiền cực kỳ nhẹ, hoàn toàn buông xuống hết tất cả, dịu cái tâm lại nghe cái điệu nhạc thiền nhẹ nhàng để tâm trí các con được dịu lại hết thì tiếp tục học là vô liền, chắc chắn luôn. Các con biết rằng ngày một ngày Nhà Đức giảng 4 buổi khi lễ mà còn phải tu chung
nó cũng mệt, không phải giỡn đâu các con. Có khi những đức lên phòng, những đức buông xuống hết tất cả, rồi những đức lắng nghe một cái âm điệu thiện nhất trong vòng 5 phút thôi, hoàn toàn tâm trí những đức hồi phục liền, con người hồi phục năng lượng lại hết tất cả, tiếp tục làm việc ngon lành. Đó là những đức hướng dẫn luôn cha mẹ các cháu đó, đừng có bị áp lực mình thì quý vị thành đạt trong cuộc đời này lớn dữ lắm nghe. A Di Đà Phật. À, năm nay chúng ta tổ chức Trung Thu chắc là lớn lắm. À, Trung Thu. Để Nhân Đức sẽ đưa lịch chương trình lên. Nhân Đức đang đặt 10.000 cái lồng đèn. Đặt 10.000 cái lồng đèn để cho ba chùa tổ chức, mà chùa mình là điểm lớn nhất. Tất cả những người có cha mẹ bên những chùa kia thì qua bên kia tổ chức chung với cha mẹ của mình bên kia. Còn ai qua đây thì qua đây. Ba chùa mình sẽ tổ chức Trung Thu rất là lớn, mà Trung Thu không phải chỉ dành cho trẻ em không, mà Trung Thu dành luôn cho người già. Thấy không? Vì cái gì cũng có trước có sau quý vị. Cái gì cũng cho trẻ em không, mà người già để ở đâu? Để cho mấy bà già rồi mấy cô sùn sồn có vợ có chồng, lỡ ai cũng được cầm đèn Trung Thu chơi chung với con mình luôn. Mùa Trung Thu đó mới đẹp nghe, mới tuyệt vời á. Nó nên những đức chuẩn bị 10.000 cái lồng đèn đó. Tất cả các cháu năm nay tháng 8 Trung Thu chúng ta sẽ được tổ chức một mùa Trung Thu đặc biệt nghe. Về đây vừa chơi lồng đèn và vừa được ăn bánh Trung Thu thoải mái luôn ha. À, nữa như đức đưa lên chương trình, các con nên rủ bạn bè các con đến đây để mình dự chương trình Trung Thu. Bây giờ những đức đọc những người có tên sinh nhật ngày hôm nay nè. Đỗ Bảo Ngọc 9 tuổi, Nguyễn Thái Hoàng Nam 20 tuổi, Trần Quang Vũ 30 tuổi, Quỳnh Thị Ái Như 6 tuổi, Trần Văn Thuận 15 tuổi, Quỳnh Ngọc Trâm 9 tuổi, Nguyễn Quỳnh Minh Huệ 10 tuổi, Nguyễn Trọng Hiếu 8 tuổi, Cô Đức Hỷ 47 tuổi, Nguyễn Thị Kim Anh 70 tuổi, Vũ Thị Kim Thanh 55 tuổi, Lương Thị Phương Linh 30 tuổi, Nguyễn Thị Là 64 tuổi, Võ Trần Tường Lam 12 tuổi, Võ Phan Hữu Trường An 43 tuổi, Lê Hoàng Sơn 13 tuổi, Nguyễn Ngọc Khả Hân 7 tuổi, Nguyễn Ngô Đăng Khôi 9 tuổi, Nguyễn Thị Thanh 62 tuổi, Cao Thị Tiết 72 tuổi, Phùng Ninh Thiên Văn 12 tuổi, Hoàng Ngọc Dung 47 tuổi. À, lên đây. 22 người sinh nhật bữa nay nghe. Nhớ là sinh nhật là nhớ ơn cha mẹ nghe, tưởng nhớ đến cha mẹ và mình sống tốt trong cuộc đời này nghe các con, chứ không phải đòi quà của cha mẹ đâu. Dạ con nghe thầy dạy nên con cáo quà tri ân thầy, để hôm nay ngày sinh nhật của con. À được con. Cảm ơn thầy. Rồi. Sau này các cháu nhớ nghe, sinh nhật của các con là phải chọn một ngày để mà tu phước, hồi hướng cho cha mẹ mình nghe các con, chứ không phải đòi quà đâu nghe. Bây giờ nhà Đức tặng quà sinh nhật cho các con nè. Một con heo và một cái máy niệm Phật nghe. Con heo để các con bỏ ống để mà lấy tiền đó mua quà cho cha mẹ các con nhớ. Còn máy niệm Phật là đeo máy niệm Phật có phước nghe. À. Rồi để đi con. Đây. À. Này con. Dù là chúng ta già nghe quý vị, nhưng mà mình vẫn có cha mẹ, nên bản thân mỗi người chúng ta đều phải niệm Phật hồi hướng cho cha mẹ mình nghe. Đây. À, cô ngồi đây nè, đứng đây nè cô. Ừ, đó. Rồi đứng đó đi. Ừ, đứng đó. Rồi đây. À. Rồi các con coi bỏ nước đá gót nước làm sao đi, chuẩn bị đi. Rồi chúng ta cùng niệm Phật xong rồi bắt đầu là lúc đó mình ăn nghe. Nè con. À. Đây. Chú. À. Con trai đâu? Là đây. À đây, 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 đây. Con trai cho con heo dài.
À, heo này hả? À, heo tròn lấy đi, được rồi. Rồi đây, này con. Rồi, đâu rồi? Còn ai không? Hết rồi. Rồi bây giờ chúng ta chắp tay cùng niệm Phật 10 câu Phật hiệu để mà nòi hướng cầu an cho cha mẹ mình còn sống và cầu siêu cho cha mẹ ông bà mình đã mất nghe. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.